Dạ rồi, em Thiện Đỉnh xin kính chào quý bà con ha. Thì hôm nay thì ngày 28 tháng 3 năm 2023 thì em vừa nhập về cái lô hàng thuốc về cho phục vụ cho bà con. Thì em cũng giới thiệu quý bà con, đây là tất cả những cái loại thuốc mà đã thực hiện, đã thực nghiệm hiệu quả cao ở trên cái vườn Nam Mẫu của em. Và em đang chia sẻ cho bà con những cái quy trình về làm cái trái na, cũng chia sẻ với quý bà con ha. Thì cái cam ở cầu na mình nói á, khó thì nó không khó mà dễ thì nó không dễ, nhưng mà mình phải làm đúng quy trình và có những cái kỹ thuật riêng biệt thì cái trái nó mới đậu bà con nha. Thì em cũng mấy ngày nay thì em cũng chia sẻ rất là nhiều về cái việc mà để trái măng cầu na như thế nào để cho nó đậu vào cái mùa nắng này. Thì hiện tại là cái vườn của em thì nó đang trái rất là nhiều. Vì đây là em sẽ giới thiệu cho bà con những cái dòng sản phẩm bên em, đây là những cái dòng mà đang xài ở trên cái vườn na của em luôn. Em giới thiệu cho quý bà con và em sẽ nói cho từng giai đoạn cho bà con ha. Đấy. Thì bên em cũng chia sẻ cho quý bà con cho bà con những cái thuốc mà nó ngay cái giai đoạn quan trọng thôi. Còn những cái thuốc nào mà bà con có thì em sẽ bà con cứ mua ở đâu xài ha. Rồi đầu tiên thì em sẽ nói về cái việc cái cây măng cầu na. Măng cầu na thì cũng chia sẻ với quý bà con là cái loại cái chai thuốc về cái sâu bệnh á, thì là nó có là cái bệnh là mình đáng lo ngại nhất, nó là như đáng lo ngại nhất là cái thằng bọ chỉ, nhện đỏ và cái mấy con gầy xanh hại đọt. Nó rất là quan trọng, tại vì cái đọt na nó quan trọng lắm nha bà con, nó rất là quan trọng. Thì em có cái chai nhện đỏ này đang bán rất là chạy cái hàng này, và em cam kết với quý bà con cái hàng này là chỉ bà con chỉ sử dụng hai lần là chỉ tuyệt chủng về cái con sâu bệnh này đó luôn ha. Rồi cái tiếp theo là về những cái con sâu bệnh hại ở trên cái cây na, đó là cái kháng sâu độc. Thì kháng sâu độc này á, thì nó sẽ giải quyết cho bà con những cái loại sâu ổ và sâu đục trái, quý bà con sâu lông rồi đó, mà những cái loại mà nó bị kháng thuốc nó không chết, thì bà con cộng thêm với hai cái thằng này và cái cộng chung với cái chai riệp sâu riệp của em luôn. Cái bộ ba này nó thực sự với quý bà con là cái vườn của em á, bà con cũng thấy rất là sạch, bà con cung gì là không có một cái con gì trên cái cây hết. Thì về sâu bệnh là nó có những cái loại như vậy, bà con mình phải diệt được nó thì mình bà con mình mới để trái được ha. Rồi tiếp theo là về cái giai đoạn mà để trái á, thì bà con mình đây là cái một trong những cái công đoạn mà xài là em có nói hoài bà con đó, là thằng Kali Canxi Bo. Đây giới thiệu với bà con ha, Kali Canxi Bo hôm nay nhập về cũng nhiều ha. Đấy, cái giai đoạn này á bà con, là cái thuốc này xài rất là hiệu quả. Nó sẽ sử dụng cho hai cử, khi mà bà con xịt bà con cắt cành 5 ngày đến 10 ngày thì mình làm một cử, và mình cộng thêm là 16-16-8 tùy vào sức cây của bà con, mình cộng nhiều hay ít thì 16-16-8. Rồi cử thứ hai là bà con mình sẽ xài cách 10 ngày, bà con cộng thêm là 3 số 17 hoặc 3 số 16. Nếu mà cây bà con yếu thì bà con sẽ thêm cái thằng phân tiêu xanh để cho cây nó phát triển đọt. Thì cái giai đoạn này là cái cây nó phát triển đọt thì nó mới che được nắng và nó giảm nhiệt độ, nó làm cái bông nó không có bị dập ha. Thì đây là cái kỹ thuật của bên em. Rồi tới cái giai đoạn mà đậu trái rồi bà con, khoan chưa nữa, khi mà ở trên thì bà con sẽ phun cái thằng canxi bo sữa. Canxi bo sữa này và kết hợp với Gigumin. Gigumin mà con sẽ phun Gigumin là để trị khuẩn nha. Rồi đó là cái liều, cái cử thứ nhất. Rồi tiếp theo nữa bà con sẽ mình đến cái giai đoạn mà cái cử thứ ba, cử thứ tư á, có cái bông á, bông nó nhiều á, thì ba cái thằng bọ dừa voi nó sẽ xuất hiện. Bà con sẽ phun cái thằng này giùm em ha, phun bọ dừa voi ha. Bọ dừa voi là cái thằng này. Thì do thì bà con mình nó không chỉ tiệt nha, nhưng mà khi bà con mình đợi cho nó thiệt là nhiều thì mình chỉ đuổi nó đi thôi, rồi nó diệt một lần thôi, chứ mà mình xịt quá thì nó cây nó nóng nó cũng không tốt ha. Rồi tiếp theo nữa
là em cũng khi mà nó đã đậu trái rồi các bà con, thì bên em có bán cái dòng là cái thành thuốc thùng. Thuốc thùng này nó sẽ giúp cho cái trái bà con mình nuôi đạt hơn, và mình nuôi cái cây trong cái quá trình vừa nuôi cây vừa nuôi trái cho nó đạt hơn. Mình này mình pha chung với 30-10-10 mình thử cho cây trong cái giai đoạn nuôi trái đó. Rồi thêm một cái thuốc mà em bán hiệu quả nữa, đó là cái dòng thuốc cỏ. Thuốc cỏ này là bà con em cũng chia sẻ với bà con ha, là khi mà mình xài á, thì xài trực tiếp lên cái vườn luôn, giai đoạn nào xài cũng được, đọt non hay là trái non gì nó cũng không sao. Cũng chia sẻ với bà con mình xài nó rất hiệu quả, nó sẽ tiết kiệm về chi phí cho bà con, và nó cái loại này nó không hại gì đó hết nha bà con, cũng cứ yên tâm. Em cũng có làm nhiều cái bài video thực nghiệm cho bà con rồi đó. Rồi thì hôm nay thì em cũng giới thiệu một số cái dòng sản phẩm mà bên em bán hiệu quả cho cái về cái cây na. Em cũng cảm ơn quý bà con rất là nhiều đã luôn là với em để cùng nhau học hỏi trao dồi cái kỹ thuật về cái mảng cầu na. Thì em là thầy Đánh Thuận Hưng, thuốc thuốc Cần Thơ, số điện thoại là 0961084636. Đây là số Zalo của em luôn nha mọi người. Quý bà con mình cần những cái loại thuốc bên em, rồi những cái vườn thật sự tin tưởng bên cái vườn na của em thì liên hệ em. Cảm ơn bà con rất là nhiều, kính chúc quý bà con có nhiều cái vụ mùa mới, trúng mùa trúng giá. Rồi thân ái kính chào.